Dạ vâng. Xin chào tất cả các bác nhé. Đấy, hiện tại thì các bác đang được nghe bản test chạy âm của con Pioneer E2. Em đang test ở trước mắt các bác đây. Chạy âm cực tơi nhuyễn luôn. Đây, chiều ngang của nó. Đấy thì cái mẫu Pioneer E2 này. Ta có thể di chuyển cả cái chân của nó. Sâu vào lòi ra đều được. Đấy, vừa xong rồi các bác vừa nghe cái bản test của con Pioneer E3 em vừa test xong. Đấy thì cái mẫu này thì em để cho các bác với giá là 1.250.000 cho một cặp các bác nhé. 1.250.000 một cặp, chưa bao gồm phí ship nhé các bác nhé. Đấy thì ngoài ra bên em có cái mẫu E8 này nữa. Đấy, em rút cái con này ra test cho các bác xem. Đấy, vừa xong là chất âm của con Pioneer E3. Bây giờ em sẽ test con Pioneer E8 cho các bác xem nghe tầm âm các bác. Thì một con là đom lụa không phủ titan các bác nhé. Còn cái mẫu này là mẫu đom lụa phủ titan. Mẫu này thì nó sẽ giá nó sẽ cao hơn một chút. Đấy. Mẫu E8 em để cho các bác với giá là 1.450.000 đồng các bác nhé, cho một cặp. Đom lụa phủ titan các bác. Sáng hơn. Không hơn nhau nhiều.